Kính thưa quý khách hàng, hôm nay thứ Sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2024, tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Bình Dương, số 1 đường Huỳnh Văn Nghệ, thành phố Thủ Dầu Một, chúng tôi tổ chức quay số mở thưởng sổ số truyền thống cho kỳ vé mang ký hiệu 05K22. Giải 8 các vé mang số 90, giải 7 các vé mang số 319, giải 6 các vé mang số 8045, 1250, 8648, giải 5 các vé mang số 7698, giải 4 các vé mang số 13355, 88943, 84264, 60043, 49092, 33638, 89786. Giải 3, các vé mang số 0.007.149, 0.009.358. Giải 2, các vé mang số 64.933. Giải nhất, các vé mang số 23.761. Giải đặc biệt, các vé mang số 419.373. Ngoài ra còn có 9 giải phụ đặc biệt 50 triệu đồng cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt. 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt. Ngoài trừ những vé đã trúng giải phụ đặc biệt, vé trúng trùng giải được lãnh đủ các giải thưởng. Chúng tôi xin thông báo kỳ vé 05K21 mở ngày 24 tháng 5 năm 2024. Quý khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh trúng giải đặc biệt từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2024, công ty đã chi trả thưởng cho khách hàng hơn 275 tỷ đồng. Lũy kế từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 28 tháng 5 năm 2024, công ty đã chi trả thưởng cho khách hàng hơn 1.314 tỷ đồng.